không? Không à. Có giúp cút được đâu. Ê, chui chui ra nhanh nhanh rồi khiêng cái xe qua bên bển giùm đi. Nãy giờ đống này là không chạy xe qua đường nè. Trời đất ơi, là trời chết luôn rồi. Bà Trang, bà Trang đâu? Dạ, dạ. Ra đây cho lên, bước ra đây. Ôi trời ơi, từ từ. Từ từ, đang làm mà. Thấy chưa, thấy chưa? Thấy rảnh không, máng cái chân ngược lại cái. Máng ngược lại cái. Khó quá, máng, dở chân lên, dở lên. Rồi, cảm ơn. Về bển đi, Ừ. Để nó ra thì không phải có cái đường ra. Rồi. Không phải có cái... Ê, bà đứng nghe nè. Đó, thấy chưa? Hay vậy ta. Đồ đạc của bà sửa chữa nhà, tại sao bà không đem đi trong nhà bà để đi? Bà để trốn trước cửa nhà người ta vì không đi ra được gì hết trơn vậy hả? Trời ơi, hỏi mấy câu nó lạ thường quá. Ta nói là làm gì đang sửa nhà. Mà sửa nhà là sao? Sửa nhà là phải bê đồ ra ngoài thì mới sửa được đúng không? Mà nhà nhỏ hiếu ở đâu để được, phải để ngoài này mới đủ. Ồ, hợp lý nè, hợp lý á. Hợp lý không? Nhà nhỏ này đem ra ngoài đây để đi. Ờ, chứ để gì trên kia đâu. Nhà quá nhỏ chắc nhà tôi bự. Trời ơi, nhà chị không có bự mà đường đi nó bự. Không, mà đường đi cái xóm này nó cũng nhỏ bằng cái lỗ mũi thôi à. Không có bự gì hết, cho nên là bà đem hết những cái đồ sắt dụng nè, thùng gì của bà đem vô trong hết chân đi. Trời ơi, cho người ta còn đi ra, bà để ngay cái nhà tôi luôn, không mở cửa được, không đi ra ngoài đi chợ được luôn. Chị thông cảm đi, biết sao không? Thiệt, trong nhỏ xíu không để được. Chị rộng lượng mà để ké miếng đi, em lỡ mất cái cửa chị thôi. Ví dụ chị đi đường này không được, chị đu dây hay sao đó chị ra đi. Chứ chị thông minh mà sáng tạo nó giùm em. Ê, nha. Cái này là sáng tạo thông minh hả? Ừ. Cái này gọi là ngang ngược. Nói giỡn chị thôi, vẫn còn lối đi kìa. Đó, quá trời kìa, đâu chị đi cho em coi. Rồi chị bước ra coi. Chị bước ra cho em coi nữa coi. Thiệt luôn á. Đây là cái đường chung nha. Nhà riêng nhưng mà đường chung, đường nó nhỏ thì phải biết sử dụng với nhau chứ đem đồ đặt vô cho đi để cho người ta còn đi đứng này nọ nữa. Chị ơi, nói chị nghe nè. Nãy chị phát biểu cái đây là cái gì? Đường chung. Đường chung. Lối đi chung. Lối đi chung đúng không? Đúng rồi. Chung là có phần của em trong đó, thì em thích thì em để thôi, đúng không? Đâu phải lối đi riêng nhà chị đâu mà chị cứ cấm em hoài vậy. Đúng rồi, lối ấy ai đâu định được. Rõ ràng là lối đi chung, thí dụ đúng muốn rồi. Thì từ từ để người ta xây nhà xong ta dời đi rồi có lối đi được đi. Ủa rồi xây mấy năm rồi cái này dặn cỡ đây hoài luôn, người ta không có đi ra đi vô được. Đừng có cãi nhau, có cái gì thì từ từ mà nói, dẹp bớt đi là được. Nói rồi. Nói từ từ gì bà có nghe đâu, ta nói từ từ nè. Chị thấy tại sao ở trong tôi bước ra được thì mình cứ chui đi. Muốn đi đâu thì mình ráng mình chui qua. Xe bước qua không được thì ẩm lên. Còn chị không thích kệ chị làm gì tôi. À nè ha, nói như vậy nghe. Thì đừng có trách tôi nghe. Trách gì? Tôi mà đi thưa một cái là lên hầu tò cho ra chuyện nghe. Chị kiện đi, tôi ra tôi hầu. Tôi kiện đó. Kiện thôi. Đánh quá ha. Đi làm về mệt muốn chết vậy đó. Không có ai ngó nghề với tôi chứ mà. Nãy giờ hết tôi mới sửa bên đây, tôi mới can bên đây, Không ai ngó nghề nha. Nè cái xe nè, cái xe không vô đường nè, có nói tiếng nào không? Muốn đi kiện hả? Ai kiện? Ai kiện? Bà này kiện đúng không? Đi kiện liền cho tôi nha, bà không kiện tôi kiện bà đó. Bà này đi hầu cho tôi nha chưa? Tôi đi ngủ, quá mệt mỏi với bà rồi. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Mến chào quý khán giả đang đón xem chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Thông qua tiểu phẩm, có lẽ quý khán giả cũng sẽ thấy được một cái vấn đề nổi cộm, đó là các nhân vật đang tranh chấp với nhau về quyền sử dụng lối đi chung. Chúng ta sẽ căn cứ theo quy định của Điều 36 của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, quy định rằng lòng đường, lề đường cũng như là hè phố sẽ được sử dụng vào mục đích giao thông. Nếu sử dụng ngoài mục đích giao thông thì phải được sự cho phép của cơ quan chức năng, tức là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nhưng cũng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến trật tự cũng như là an toàn giao thông. Do đó, hành vi của nhân vật trong tiểu phẩm, chúng ta thấy rằng người này đang sử dụng lòng lề đường một cách trái phép. Chúng ta sẽ căn cứ theo Nghị định 100 năm 2019, mà cụ thể là tại khoản 6 điều 12, người nào mà để hoặc đổ vật liệu hoặc là chất phế thải trong phần đất mà của lòng đường sẽ bị xử phạt từ 4 triệu đến 6 triệu. Trong trường hợp là tổ chức thì nghị định xử phạt sẽ áp dụng cái mức phạt gấp đôi. Nếu như phát hiện được tình huống là người nào đổ vật liệu hoặc là cản trở sử dụng trái phép lòng lề đường thì chúng ta sẽ báo cáo việc này đến Ủy ban Nhân dân cấp xã tại địa phương để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ xem xét về hành vi một cách đầy đủ và yêu cầu để ra quyết định xử phạt đối với lại bên vi phạm, cũng như là buộc phải khắc phục lại tình trạng ban đầu, trả lại hiện trạng sử dụng chung, lối đi chung. Trên thực tế, tôi cho rằng chúng ta có thể dĩ hòa vi quý với nhau, hoặc là vì tình làng nghĩa xóm, chúng ta có thể yêu cầu cái bên vi phạm tự thực hiện khắc phục để làm sao câu chuyện nó được giải quyết một cách êm thấm mà không dẫn tới xung đột, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hoặc là các bên phải tranh chấp tại tòa. Câu chuyện này sẽ còn nhiều vấn đề pháp lý mà chúng ta cần làm rõ. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình ở kỳ sau.
Kính chào và hẹn gặp lại.